Xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của chị Thanh Trà ở phố Hội Vĩnh Thành chợ Lớp Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số cây mai con mai giống nha cả nhà. Rất mong cả nhà xem tham khảo và ủng hộ nha. Hôm nay mình ghé chị hơi hơi trưa, trời hơi nắng cả nhà. Dạ em chào chị. À, lại chào em đấy nha. À, hôm nay á, thì chị lại tiếp tục giới thiệu với cả nhà mình một số cây mai con nữa nha. Tại Dạ. vì nếu mà từ trước giờ nếu có ai theo dõi bên vườn chị thì sẽ biết chị là người bán mai con cũng lâu lắm rồi Dạ. nha. Chị chuyên về cái mặt hàng mai Mấy con con. này nha. Thì hôm nay Rồi. chị sẽ giới thiệu cái loại rễ này nè. Cả nhà mình tham khảo nha. À, lò xo. Nè, lò xo nè. Lò xo này cả nhà. 1 2 3 4 vòng. Đó, chưa nha. À, có cây chắc có 3 vòng mà thấy ít Dạ. ít cây 3 vòng lắm nha. Ôi Đa nó số là 4 vòng không mẹ. Đây. Hôm nay á là mình sẽ giới thiệu cái loại này nè em, là rễ hình thú này ha. Nó hình thú thú nha. quá thật bự đẹp luôn đấy Hình nha. thú. Hình thú vậy á với lò xo này á là 5.000 một cây. Hình thú lò xo này là 5.000 một cây nha. Đó. Lò xo là từ 3 vòng 4 vòng. Có cây thì được 5 vòng nhưng mà ít lắm, cây 5 vòng thiệt ít thiệt. Chứ 4 vòng thì thấy cũng nhiều. ghê dòng của Nè nó được cây to này ghê 5 vòng. thú đẹp nữa nè Nè, cây này chỉ nó 5 5 ngàn một vòng. cây thôi Đó. à 5 vòng nè À, cũng có 5 vòng đó nha. dạ Đó. À, 4 vòng 5 vòng cái vậy hoành á. thân mình nói chừng như chị Đầu đũa ăn tới lên mà thấy cây thú thì nó to hơn đầu đũa ăn nha. Cây thú nè, cây thú nó to hơn đầu đũa ăn ha. Cái củ đế nè, thú là nó có quấn củ đế rồi luôn nè, thấy không? Nhà cây nào cũng có quấn củ đế hết luôn nha. cao Đó. chừng như chị Cao lấy 50 trở lên đi nha. Mình 50 lấy từ 5 tấc trở lên đi nha. hai Ha, dạ dư 5 tấc. Đó. mai này làm giống mai gì chị Mai nha dảo không à nha. mai dạo À đúng dạ rồi. Giờ đâu có dạo còn ôm mai hạt hết gừng cả rồi nhà hồi xưa nữa. ôi 5.000 cây quá rẻ luôn, mấy bao phí tới nhà luôn nha. 50 50 cây là bên vườn chị sẽ bao phí tới nhà luôn. Còn cây 20 cây thì mình cũng gửi gửi hàng, có những dạ người ta cần ít đó em dạ thì người ta không có mua, ta nói người ta không có chỗ trồng. dạ Mua 20 cây thì 20 cây chịu cực, mình gửi hàng, còn người mua thì trả phí giùm dạ nha. 5.000 quá rồi rẻ rồi luôn đúng không? dạ Quá quá rẻ luôn, bao phí luôn. mình lại Rồi. vườn thì giá giá sỉ Trời á chị ơi, thôi là bán tới nhiều giá vườn là giá sỉ rẻ bèo luôn á. á Là đến vườn là giá rẻ bèo luôn. Rồi cái tới rễ bí nè. Nè, cái này cái lô bí này nó cũng đẹp đẹp rồi. Bí từ 4 múi trở lên nha. Bí là từ 4 múi trở lên là bán 6.000 một cây. bị 4 muối 6 Đúng ngàn một rồi. cây mấy con này mình phải chịu khó mình moi cả nha Maui, Maui nè. moi Mau dễ ra. moi Ở lựa mấy cây nào cho dễ mau cho đó trời. Ở đây là nó muốn nó sức cho luôn, xé luôn đi. Nè. rồi về đi Vậy nè, hy chắc sinh ăn nhất nè. Đây cả nhà thấy em 6.000 nhiệt tình không? Nhiệt tình về cây mua ủng hộ giùm nhé. Đó, đó, thấy không? đó thấy rõ đó 2 4. Ủa cây này 5 múi lần hả? 5 2 4 5. 5 Thôi em bao từ 4 múi trở lên thôi nha. dạ Đó. À, rễ nó ra nè. Nó rễ cám ra quá trời luôn đây nè rồi ha. Đó. Đây. 5 múi ra nha À, nhưng mà bao từ 4 múi trở lên dạ nha. 4 4 múi múi trở trở lên lên thôi. Đó. cây này Vậy thì đây. 5 múi À, rồi đúng rồi. Bán 6.000 một cây bao phí tới nhà luôn nha. dạ Có ai cái đây đi. cỡ của cái cây bí nó cỡ mấy cây này không chị nó nhỏ hơn không À, nó không cái cây trái bí này á, là nó từ 5 tấc trở lên. dạ Nó mình cũng tính từ 5 tấc trở lên, năm thân là tấc trở bằng lên đầu đũa ăn trở lên hết nha. dạ Như cây này nè, hơn 5 tấc nè. Cái lô bí này cành nhánh đẹp đó. cần nhánh Cái đẹp lô nè, cái lô bí nè. Nè, em quay sát xuống coi. đây cả nhà Lô bí nè, bên này mình cành. còn nhiều không chị Cái bí này nha hả? À, khoảng tầm vài ngàn cây à. vài ngàn Đó, đúng rồi. Ồ, cái này nó nổi múi nó lên đó nè. Nè. Cái này mấy múi? 2, 4, ủa sao 5 múi nữa? ôi Sao lại là năm 5 muối múi nữa nữa? rồi Nè. Nè. ừ Thôi, bao từ 4 múi trở lên nha. dạ Quyết định vậy đi ha, 4 múi trở lên. cành Rồi, đây. nhánh Cây là cành nhánh nhưng mà đẹp sum đẹp luôn xơ nha. này nha Đẹp đó đẹp không? tốt Cây này vậy thì hy sinh đi. cành này hy sinh À. Rồi. 6.000 cây bao phí tận nhà luôn. À, tiếp tục nữa là em sẽ giới thiệu cái mai bính nha.
Bính này là bính 6 múi trở lên, bán 8.000 một cây là bao phí nha. Nhưng mà bính này là cái múi đây nha. Cái múi nó to giống như là nè, nó muốn bằng cái thân luôn à, thấy không? Bầu là bầu 13. Ôi, đẹp. Bởi vì khi mà mình quấn á, mình quấn mà nhiều muối á, thì nó sẽ có những cái đuôi nhỏ ở đây á, thì nó sẽ không có lớn. Thì cuối cùng hết á, là mình chỉ lấy 6 muối thôi. Nhưng mà mỗi một muối này cái ghế nó xứng đáng luôn nha. Dạ. Chứ còn cái loại mình cũng có, bên mình có bán cái loại bính á, bính mà 7.000 một cây á, nó cũng 6 muối, 6 muối 7 muối. Chứ không phải là nó ít đâu, nhưng mà có một cái là nó chỉ có 7.000 thôi. Dạ. Cái cọng rễ nó không có to được như vậy. Cái này cũng cao hả chị? Đúng rồi, cao cũng từ 5 tấc tới lên nha. Nè, bầu là bầu 13 luôn. Cây bính 7.000 vẫn là bầu 13, nhưng mà cọng rễ của nó không có to như vậy nha. Cọng rễ nó không có thiệt là to vậy, giống như cái này á, là mình lấy cây nhất mình quấn đúng không? Dạ. Cái còn cái đuôi chuột mình cắt mình bỏ, mình không có dùng cái đuôi chuột để mình quấn rễ nè. Em cứ dòm cái rễ nè. Rễ, rễ mà nó nổi lên mà nó màu vàng, mà với giá lại mà cộng rễ là nó đây, cộng đầu tiên này là bằng cái thân luôn nè. Dạ. Ha. Qua đẹp. À chỉ có 8.000 một cây thôi nha. 8.000 một cây. Đây bên đây á, bên đây thì rễ lò xo. Lò xo sắn ốc đi nha cả nhà. Lò xo sắn ốc số lượng là cũng còn nha. Đó, nhìn đẹp không? Y như con ốc luôn. Ha. Trên bự dưới nhỏ nè. À, ở trên á, cái dòng ở trên nó to, từ từ xuống nó nhỏ. Nhưng mà em coi nè, cái gọng rễ của nó nè, nó bự, cọng này bự hơn thân nè. Dạ. Ha, cọng rễ bự hơn cái thân luôn á. Rất là đẹp luôn nè. Bởi vì mình những loại này á, mình bán giá nó cũng hơi cao hơn, 6.000 đồng một cây. Thì nó lúc nãy bán cây kia có 5.000 thôi đúng không? Dạ. Đó, cây kia thứ nhất là không phải sắn ốc, thứ hai là cây kia là mình cấy cây nhì, không có được cái cây nhất như vậy mà được cái cọng rễ nó to, nó đẹp như vậy đâu. Dạ. Cái ông cọng rễ nó to vậy nữa, nó ra cái đế mới đẹp. Dạ. Đế nó mới đẹp nha. Rồi qua đây chị sẽ giới thiệu cái loại bệ nữa nè. Bên chị còn loại bệ nữa nè. Đó, rễ bệ nè, cái cây nó cứng ngắt luôn nè, thấy không? Chỉ có 8.000 một cây thôi. Trời, cái bầu này đã to bằng cổ chân vậy nha cả nhà, chứ không có phải mà nhỏ đâu nha. Bầu nó to lắm, nó to bằng cổ chân vậy á, cho nên là cái phí nó nặng lắm. Chứ không phải là vườn em bán mà nó mắc. Còn cả nhà tới vườn thì nó rẻ lắm. Mấy anh chị mình chịu cực đến vườn em mua đi, em nói nó rẻ ơi là rẻ luôn á. Loại nào cũng rẻ hết á. Đây, bệ nè. Nhìn thấy rất là đẹp luôn đúng không? Cái này là cộng thun lúc mà mình định hình cái bộ đế nha. Để khách hỏi thì sao mà rẻ gì tứ tung ban. Đây. À, bệ nè. Ha. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Này. 8. Nó từ 7 đến 9 rễ á, thông thường cái quy định bệ á, là từ 7 đến 9 muối. Dạ. Nè, cây là nó có cành nhánh nó đẹp lắm, cây nào cũng dễ thương á. Tại vì á, cái chiều cao của cái cây á, nó để coi, cây này cao cỡ nhiêu ta, để chị đo nha. Chị đo. 1 gang, 2 gang. Nè, nó cỡ 4 tấc thôi, 35 40 thôi. Dạ. Cho nên cái cành nhánh của nó cũng tương xứng với cái chiều cao của nó nha. Ừ. Chứ không phải nó thấp vậy, như 35 40 mà cái nhánh mà đòi cả gang tay thì cái đó nó hơi dạ. quá sức cho nó, dạ. đúng không? Đó. Như này. Phải cân đối chứ. Cân đối. Cái bầu này là nó to bằng cái cổ chân vậy đó, bầu 14 mà. Dạ. 8.000 một cây nha. 50 cây bao phí, 20 cây gửi hàng tiếp. Dạ rồi. Nhà vườn mình nó Phú Hội, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre nha cả nhà. Cái này có điều kiện là nhà vườn mình xem cây lựa cây. Rất là đẹp luôn. Nè cả nhà. Xem cái nữa nè. Cực kỳ đẹp luôn. Đế này là nó về ghép rễ là cực kỳ đẹp luôn. Dạ. Quá đẹp. Trời ơi, quấn được cái rễ dày cực lắm em ơi, bán có 8.000 à. Nó không có mắc đâu nha cả nhà. Dạ. Quấn được cái bộ đế này không phải là dễ đâu. Bán 8.000 cái giá này rất là ok luôn á nha cả nhà, nên tham khảo xem xét lại mua ủng hộ em nha. Cuối clip thì em cũng rất là mong cả nhà lại tiếp tục ủng hộ em nha. Tại vì em thì chuyên về cái cây mai con này cũng rất khá là lâu rồi, cho nên là em rất mong là cả nhà lại cũng đừng có quên em, đừng có bỏ em nha. Dạ. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha. Dạ. Hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.